Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lối chia đôi trong tình liêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Hello, xin mến chào mọi người. Thì trong video hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh cũng như là lắp đặt cái bộ sao kẹt U16K MK3 khi mà chúng ta kết hợp với lại điện thoại để live stream. Còn trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho những anh chị nào sử dụng phần mềm Cubase để kết hợp với lại U16K MK3 để chúng ta live stream ha. Trước mặt mọi người đây là cái chiếc socket U16K MK3. Thì đầu tiên để chúng ta hát được ở trên phần mềm Cubase thì mọi người sẽ tắt giùm cho mình là tất cả các nút đây, trừ riêng mỗi cái nút 48V là nó sáng đèn thôi, để mình lấy nguồn cho cái chiếc micro. Đó là cái điều đầu tiên ha. Rồi cái điều thứ hai nữa là mọi người sẽ giảm bass drop về cho em, giảm về hướng là 12 giờ ha. Micro thì chúng ta sẽ đổi dao động tầm từ 11 giờ cho đến khoảng 1 giờ tùy theo micro. Ở trường hợp này thì mình đang xài chiếc micro B420 của hãng AKG thì mình sẽ đổi là 12 giờ rưỡi ha. Rồi tiếp theo phần vang ở trên đây thì chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Lúc này nó sẽ không có ăn thua gì cũng như là không truyền vào trong cái phần mềm và sao kẹt, nên chúng ta bỏ qua cái phần này ha. Nếu trường hợp anh chị muốn cắm qua micro số 2 thì chúng ta sẽ điều chỉnh micro số 2 giống micro số 1 ha. Phần master này chính là cái âm thanh livestream đó, nó giống như trên điện thoại thôi. Nhưng mà chúng ta live bằng dây á thì chúng ta sẽ chỉnh ở nút này để điều chỉnh lớn nhỏ. Còn ở bên đây là hai cái nút điều chỉnh tai nghe. Thì mọi người muốn nghe lớn thì chúng ta vặn lớn, muốn nghe nhỏ thì vặn nhỏ, không ảnh hưởng gì đến cái phần âm thanh livestream hết. Và cái phần này thì theo kinh nghiệm của mình là mọi người sẽ đợi độ tầm khoảng 12 giờ rưỡi hoặc đến 1 giờ thôi, không để cao quá. Trường hợp tai nghe nào nhỏ quá thì chúng ta tăng lên. Còn đối với mình là mình để tầm khoảng này là vừa. Đầu tiên là mọi người phải cắm dây này vô máy tính rồi. Đây, cái dây này. Cái dây này là cái dây USB để kết nối với máy tính. Đó, có cái dây này thì chúng ta mới kết hợp được với phần mềm ha, không có là thua luôn á. Đó là xong cái bước mà chúng ta điều chỉnh trên cái chiếc sao kẹt. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở phần mềm lên. Mở phần mềm lên thì rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có phần mềm Cubase và chúng ta chỉ cần mở lên. Đây, mình có rất là nhiều project nè. Mỗi công dụng của mỗi project khác nhau. Thì mọi người sẽ mở cái project mình lên bằng cách nhấp đúp vô. Thì cái này anh chị có thể tự tìm hiểu cài hoặc là chúng ta có thể nhờ dịch vụ cài ha. Thì bên mình cũng có cài cái dịch vụ này cho mọi người. Thì mọi người khi cài xong, chỉ cần việc nhấp đúp vô thì chúng ta sẽ vào được cái giao diện như thế này. Thì vào đây mọi người sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Mọi người sẽ bấm cái phím F3 trên bàn phím ha. Thì nó ra một cái bảng này. Bảng này thì công dụng nó là gì? Bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người nghe nha. Thì đây là cái bảng mixer. Cái bảng mixer trong Cubase. Thì công dụng của nó là cho chúng ta kiểm tra được tất cả các âm lượng của những cái line ở đây. Chẳng hạn như line mid đầu vào nè. Đây là cái âm lượng mid đầu vào của chúng ta nè. Mọi người sẽ canh như thế nào? Chúng ta sẽ canh cho nó rơi vào, cái âm thanh nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 5 thôi ha mọi người. Đừng có để cao quá. Chúng ta mà để cao quá, sau đó nó chạy qua cái phần những effect ở đây nè, nó nâng gain lên nữa là nó bị vỡ. Vỡ tiếng thì khi mà chúng ta like ra nó sẽ không còn chi tiết cũng như là không còn độ hay nữa. Thì ở đây mình sẽ canh là cho nó lên đến 10 đến 5 là ok. Còn nếu trường hợp nó nhỏ quá, như thế này là quá nhỏ nè mọi người. Như thế này là không đủ gain thì đâu hát hay được. Chúng ta phải tăng lên, thì tăng lên đến mức này thôi. Còn cái này là quá lớn ha. Lớn quá vỡ hết. Rồi ok, này là vừa nè. Thì cái bước này rất là quan trọng ha. Canh âm lượng đầu vào nè. Canh như thế này. Cái phần này là rất là quan trọng ha. Tiếp theo đến phần live stream. Thì như mọi người nhìn thấy ha, đây cái nút này master nè. Mình sẽ mở cái điện thoại lên để hướng dẫn mọi người canh âm lượng live trên điện thoại lại ha. Rồi mọi người sẽ vào cho em app ghi âm ở trên cái điện thoại iPhone ha. Đối với lại những dòng điện thoại khác thì nó cũng sẽ có những cái app khác. Mọi người sẽ tìm cho em cái app ghi âm, bấm vô. Tiếp theo mọi người bấm ghi âm. Ok, thì bây giờ mọi người thấy không? Cái sóng âm nó đang nhảy nè. Đây nó đang nhảy ha. Thì như thế này là vừa ha mọi người. Còn vậy là bé quá nè. Ok, vậy là quá bé ha. Bé quá thì làm gì? Vặn cái nút master lên cho em. Đây,
tăng cái nút master lên. Rồi ok. Tiếp theo tăng lên mà lớn quá nó đụng cái đầu ha, đỉnh nó mà đụng lên trên đây ha, là nó lớn quá là vỡ tiếng ha mọi người. Để vừa thôi. Rồi ok, như thế này là vừa nè. Mở nhạc lên và chiến thôi. Rồi bây giờ mở nhạc lên hát thì trước khi hát phải vô tông ha mọi người. Đây chẳng hạn như mình mở cho thằng em nó một bài đi. Hát có tune sướng lắm, sướng hơn là việc hát bằng điện thoại nhiều. Bây giờ là mình giảm vọp á, cho mọi người nghe là cái âm thanh nó không có vọp nè. Nên nó hơi mộc. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chất mà hát cho mọi người nghe thử nha. Đây. Mọi người nghe cái âm thanh nó khác không? Vọp nhiều hơn, tiếng bay hơn. Như vậy mà hát không được nữa thì thua luôn á. Mọi người nghe được nhạc rồi á thì làm gì, chúng ta sẽ canh chỉnh âm lượng nhạc ha. Chỉnh đây nè. Mọi người sẽ chỉnh trên đây cho nó vừa lấy với lại cái âm thanh chúng ta nghe trên đây nghe. Đây, bấm vô. Đó. Thì mọi người sẽ kiểm tra lại cái phần master nè. Cái phần nhạc này á, mọi người cho nó nhảy lên tới số 0 rồi ha. Lưu ý lại ha, cái phần nhạc này nè, mọi người cho nó lên đến số 0 thôi. Đừng cho lên lớn nữa là ra đến cái phần master ở ngoài này nè là nó bị vỡ ha. Cho nó lớn lên tầm khoảng số 0 trở xuống thôi. Đấy, điểm cao nhất của nó là đến số 0 thôi ha. Rồi, vậy là chúng ta hát thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người nghe một đoạn của ca khúc Nếu lúc trước em đừng tới của ca sĩ Văn Vinh, do bạn Sáng trình bày, một ca sĩ quen thuộc của Long Phát. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe và thưởng thức nha. Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình, từng mùa đông qua luôn làm xe sắt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng quâng khi trời mưa, và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lối chia đôi trong tình liêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, em thường tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Xin giới thiệu lại, mình là Hoàng Lâm đến từ Long Phát Studio. Nếu mọi người thấy video này hay cũng như là hữu ích thì mọi người có thể đăng ký kênh để cho mình có thêm động lực, cũng như là không bỏ lỡ những video tiếp theo từ bên mình. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những video tiếp theo.